Xin chào anh chị và quý khách quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Sơn Pen. Ở đây thì em có hai mẫu sơn giống màu nhau, nhưng một cái thì là sơn 1K và hộp còn lại là sơn 2K. Thì hầu hết khách hàng lần đầu mua hoặc là nhiều anh em thợ sơn mà quen làm thì ít khi là để ý là sơn 1K 2K, mà chỉ làm theo thói quen khi mua. Thì khi nào thì nên dùng sơn 1K và khi nào thì nên dùng sơn 2K? Sơn 1K với sơn 2K thì phân biệt như thế nào? Thì trong video này thì em sẽ nói qua cũng như là giới thiệu mẫu sơn của cửa hàng bên em. Sơn 1K thì hiểu đơn giản nó là sơn một thành phần, còn sơn 2K thì nó là sơn hai thành phần. Sơn một thành phần thì các bác ở ngoài thị trường gặp thì nó gốc, chủ yếu là gốc nhựa. Có thể là các bác ở gặp nhiều gốc nhựa, gốc PU, hoặc là có thêm một số thành phần của Ankit mà các bác hay gặp ở trong mẫu sơn trong ngành công nghiệp gỗ. Còn đối với lại sơn của cửa hàng em thì chuyên về ô tô, xe máy, sắt thép kim loại thì nó gốc nhựa cao cấp hơn, nó gốc acrylic, tức là độ bám dính và cái màu sắc của sơn nó sẽ tốt hơn. Sơn một thành phần thì nó là sử dụng ngay, tức là các bác về không cần phải pha trộn gì cả, có thể sử dụng ngay, bắn thẳng lên vật cần sơn. Nó khô thì bằng dung môi, tức là các bác dùng sơn này pha loãng với lại dung môi để bắn lên sản phẩm. Còn đối với sơn 2K thì bắt buộc các bác phải sử dụng kèm với lại chất đóng rắn, tức là mình sẽ pha lẫn cái sơn 2K này với lại đóng rắn theo một tỷ lệ nhất định. Như ở cửa hàng em thì đang pha với tỷ lệ là cứ 2 cân sơn thì là 1 cân cứng, tại vì cái sơn này nó muốn khô và nó chắc trên bề mặt thì bắt buộc nó phải xảy ra cái phản ứng hóa học giữa cái sơn với đóng rắn này, sơn hai thành phần mà. Thì cái sơn hai thành phần này thì nó giúp cho cái bảo vệ bề mặt của sản phẩm trong những ngành công nghiệp về nội thất, ngoại thất, ô tô, xe máy nó tốt. Còn đối với sơn một thành phần ở bên cạnh này thì nó cho cái tính năng sản phẩm nó trong ngành công nghiệp hay là gốm hay là kim loại thì nó tốt hơn. Sơn một thành phần thì nó cứng hơn, còn cái sơn hai thành phần thì nó lại có độ nó mềm hơn, nhưng nó lại có độ bóng hơn. Các bác để ý đây, sơn hai thành phần lúc nào nó cũng bóng hơn, nó tự bóng. Công dụng thì cái sơn một thành phần này nó bám dính tốt, nó chịu được va chạm cũng như là độ cứng cao hơn ở sơn hai thành phần. Tuy nhiên cái sơn hai thành phần thì khả năng chống rỉ sét và tiêu UV tốt hơn, tức là nếu mà các bác còn để ở ngoài trời thì chắc chắn là sơn hai thành phần mà xử lý cùng một loại sơn trong cùng một thương hiệu thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Chống trầy của nó cũng cao, nhưng mà nó khả năng chịu cứng mạnh như là sơn 1K thì nó yếu hơn thôi. Cả hai loại sơn 1K hay là 2K của bên em thì nó đều có khả năng là bền màu, chống hao mòn cũng như là rỉ sét tốt, chống trầy. Cái ưu điểm của sơn 1K thì như em vừa nói thì nó dễ sử dụng, đơn giản, công đoạn. Mình có thể sử dụng trực tiếp luôn nếu mà không dùng súng. Còn nếu mà đã dùng súng chuyên nghiệp thì đương nhiên các bác phải pha thêm dung môi pha loãng ra để bắn rồi, thì nó nhanh khô hơn mà. Trong cái dung môi nó có tính năng bay hơi và nhanh khô cho sản phẩm của mình mà. Còn sơn 2K thì mình về bên em cũng có cái tờ hướng dẫn sử dụng. Nếu các bác mua bên em thì bên em cũng luôn có cái phần tư vấn cũng như là cái hướng dẫn sử dụng cho các mình pha ra với tỷ lệ của cái sơn này. Về giá thành của hai sơn này thì nếu mà tính về giá sơn thì nó cũng không chênh nhau nhiều, nhưng mà nếu mà tính hoàn thiện trên một sản phẩm thì đương nhiên là sơn 2K nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút, tại vì nó phải pha thêm chất đóng rắn và mình thêm một khoản chi phí cũng vào, nhưng nó không chênh nhau đáng kể. Về thời gian khô thì sơn 1K nó sẽ nhanh hơn, thời gian khô của sơn 2K thì nó chậm hơn, nhưng mà với thời tiết mùa hè như bây giờ thì em nghĩ là nó cũng thoải mái để mình làm. Nếu các bác mà có nhu cầu mua sơn ô tô, xe máy một thành phần hay là hai thành phần, cũng như là các loại sơn lót,
sơn phủ các màu, sơn bóng, bóng mờ, sơn chống chảy, thì các bác có thể liên hệ qua số hotline của cửa hàng, qua phần miêu tả video, hoặc truy cập trực tiếp và tham khảo các sản phẩm của bên em qua website có hiển thị trên video đấy ạ. Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video.